Thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho mình cho Linh là một cái chậu đen như thế này này, rồi mọi người cứ tưới nước giữ ẩm cho nó. Với mọi người mà cô chú anh chị chưa sơn cái gáo mà để ra ngoài nắng á, thì nó sẽ gây nứt gáo nha mọi người. Rồi, mến chào quý bà con, cô bác anh chị mình đã đến với kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh, nơi chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi nuôi dưỡng cũng như trồng cây dừa bonsai nha. Thì hôm nay thì Linh sẽ làm một cái clip là cách ôm dừa như thế nào để hướng dẫn cho những cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh mua về chơi mà chưa biết cách ôm như thế nào. Thì mình sẽ làm cái clip này chi tiết để cho mọi người xem và mọi người làm theo, bảo đảm mọi người sẽ ôm được những trái dừa lên mọng khỏe và sẽ có những cây bonsai thành phẩm. Thì sắp tới đây thì Linh sẽ ra những clip dày đặc chỉ hướng dẫn từ A đến Z cho mọi người, để mọi người biết cách làm ra một cây bonsai như thế nào. Thì mỗi một clip thì Linh ra thì sẽ có một cái chủ đề khác nhau, cũng có những giai đoạn khác nhau để mình biết cách xử lý cây dừa như thế nào để cho nó thành phẩm mà ok nhất và đẹp nhất. Bây giờ mọi người cùng theo dõi nha. Hôm nay thì mình hướng dẫn cái cách ôm. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cận cảnh và nói rõ chi tiết để cho mọi người làm sao để mọi người xem, để mọi người làm đúng cách nhất để cây dừa phát triển tốt nhất nha mọi người. Rồi, mời mọi người cùng xem nha. Rồi đây mọi người, thì mình có đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để hướng dẫn mọi người ôm nè. Mình có hai cách ôm nha mọi người. Một là mình sẽ ôm trong giá thể sơ dừa. Hai là mình sẽ ôm trong nước, gọi là ôm thủy canh, và trồng trong thủy canh, rễ nó mọc ra rất là đẹp mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách ôm trong giá thể trước nha. Thì mọi người khi mua phôi về bên Linh cung cấp thì Linh đã đánh bóng sẵn sàng ok hết rồi. Đây mọi người xem. Đó, mọi người chỉ về là mọi người có thể sơn, hoặc là mua BU về sơn trước, hoặc là để mình ôm lên có rễ rồi mình sơn cũng được mọi người. Đó, rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp theo. Thì khi mọi người nhận được phôi, hoặc là cô chú anh chị nào mà không có ủng hộ phôi bên Linh mà cũng muốn chơi dừa bonsai, có thể xem được cái clip này, cũng thể làm theo y vậy. Thì một cái trái dừa mình lột ra nó đã có mầm như thế này mọi người. Nếu chưa có mầm thì mình ôm, mình có cái cách ôm thì trên kênh của Linh thì có chỉ cách ôm nha. Còn mọi người mà cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh thì về thì đã có mầm mọng như thế này rồi, thì chỉ cần để giữ nguyên, mọi người không được lột bỏ cái cụm ở trên này nha, để giữ ẩm để bảo vệ cái mọng, tại nó còn non thì nó có dễ bị những con trùng này kia cắn phá mọi người. Thì mọi người lấy phôi bên Linh về thì phôi đánh bóng như thế này, thì tốt nhất thì mọi người hãy mua BU, sơn BU, hoặc là sơn mọi người thích sơn sơn gì cũng được, mình sơn lên trước để chống nứt gáo mọi người. Đó, thì khi mọi người đã lấy cái phôi như thế này về thì mọi người chỉ cần chuẩn bị cho mình cho Linh là một cái chậu đen như thế này, bỏ giá thể sau dừa vô. Mọi người có thể trộn chung với chấu để cho nó thoát nước tốt hơn, hoặc là không trộn để sau dừa không cũng được. Nhưng mà một điều lưu ý là mọi người mua sau dừa về thì nên xả nước vài lần, 5-10 lần gì đó, một để 2 ngày 3 ngày xả 5-10 lần. Đó, để cho nó ra cái chất mủ ở trong cái sau dừa nha mọi người, là cây nó sẽ tốt hơn. Thì đây, mọi người cứ bỏ vô chậu đây, để mình quay cận lại cho mọi người xem. Rồi, đây, mọi người cứ bỏ vô trong chậu như thế này. Đó, mọi người để dư cái cụm này lên một ít nha mọi người, như thế này. Đó, này mình lấy hơi ít cái sau dừa, nhưng mà mọi người nhìn cũng biết rồi ha. Thì mình để đây, bên đây sau dừa bít hết nha mọi người. Dư cái cụm này lên một chút như thế này, hoặc là có thể thấp xuống một chút nữa cũng được. Đây, đó, như thế này, mọi người thấy rõ chưa ạ? Đây, nó như thế này. Rồi mọi người cứ tưới nước giữ ẩm cho nó. Tưới ít nước thôi mọi người. Mà ở nhà có những cái bình xịt cây kiểng á, thì mọi người xịt sương 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 để làm sao thấy cái sau dừa này có độ ẩm là được. Tưới nhiều quá là nó úng mọng hư nha mọi người. Rồi xong là mọi người muốn phát triển ok hơn nữa
thì mọi người cứ đem cái chậu ra để cái nơi có ánh nắng, mà ánh nắng nhẹ thôi nha mọi người, đừng có nắng quá. Rồi cứ mỗi ngày mọi người rảnh thì ra xịt nước giữ ẩm cho nó 2-3 ngày cũng được, tại vì sau dừa nó giữ ẩm rất là lâu. Rồi từ từ cây nó sẽ phát triển lên cao, là tới giai đoạn cao nữa mình sẽ có những cái clip và chỉ mọi người xử lý lúc mà nó lên cao nữa mọi người. Tầm khoảng bao nhiêu đây, 1 lá 2 lá là bắt đầu mình xử lý tiếp đó. Mọi người cứ theo dõi kênh của Linh và Linh sẽ chỉ tận tình tất cả từ A đến Z cho mọi người làm sao để ra được một cây thành phẩm ok nha mọi người. Đó, đây là cái cách ôm giá thể sau dừa. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người qua cái cách thứ hai, là cái cách ôm trong thủy canh nha mọi người. Rồi đối với cách ôm thủy canh thì cũng rất là dễ thôi mọi người. Thì mọi người dùng một cái lọ hoặc là một cái chai hoặc là một cái chậu thủy tinh, mọi người muốn cố định luôn thì dùng một cái chậu thủy tinh, mình ôm xong là rễ mọc trong đó là cây phát triển, mình xử lý là mình chơi luôn nha. Thì cái cách ôm thì rất là đơn giản, thì mọi người cứ để vô nước. Mọi người nếu mà muốn gáo chống ngược thì cứ để như thế này. Cái ngù này nó còn nè mọi người, nó sẽ hút ẩm lên, cung cấp cho cái mọng độ ẩm nó sẽ mọc lên. Mọi người có thể để ngang như vậy, để ngang như vậy, mà đối với cái chậu hoặc là cái lọ lớn hơn, cái này mình chỉ làm ví dụ cho mọi người xem thôi. Mọi người nhớ là phải quấn cái miếng vải như thế này đó, tại vì mình để ngang thì nước của nó là nó không hút lên được. Cái miếng vải thun nha mọi người, miếng vải nào hút nước được, mọi người quấn như thế này, nước nó sẽ hút từ đây lên đây giữ ẩm cho cái mọng, từ từ nó sẽ phát triển lên mọi người đó. Còn đối với mọi người mà cô chú anh chị chưa sơn cái gáo mà để ra ngoài nắng á, thì nó sẽ gây nứt gáo nha mọi người. Thì chúng ta có một cách như thế này, chúng ta dùng những cái miếng vải như thế này quấn kích kín cái gáo lại, nó vẫn chừa một miếng này xuống dưới để cho nó hút ẩm lên nè mọi người. Đó đó, mọi người biết biết cách làm chưa? Đó, rất là dễ mọi người, cứ để như thế, rồi để nơi có ánh nắng nhẹ, mình thấy nước nó giật thì mình cung cấp nước thêm cho nó, thì cây nó sẽ phát triển ok thôi. Đấy rồi, bây giờ rồi vậy là mà Linh đã hướng dẫn mọi người hai cách ôm. Một là ôm trong thủy canh, là ôm trong nước. Hai là ôm trong giá thể sau dừa. Mọi người, quan trọng nhất là mọi người nên đậy cái gáo này nè và cái miếng vải này để cho nó hút nước thì nó mới phát triển được nha mọi người. Đó, tốt nhất thì mọi người lấy phôi bên Linh về, hoặc là cô chú anh chị ở nhà có cho phôi sẵn thì mình lọt ra mình chơi, mình đánh bóng như thế này, mình sơn trước đi là nó chống nước gáo nha mọi người. Mình sơn bằng nước sơn BU hoặc là BU pha sẵn, hoặc là BU mà mình mua lít về mình pha với xăng đó mọi người. Thường thì Linh xài BU pha sẵn, mọi người ra tiệm sơn á, nó BU pha sẵn, mọi người có thể sơn màu hoặc là không màu thì mọi người thích cái nào, ngoài đó có bán hết nha mọi người. Rồi vậy là clip của mình hướng dẫn mọi người đến đây cũng tạm dừng mọi người. Thì rất mong mọi người ủng hộ Linh nhiều hơn nha. Linh có cung cấp phôi dừa sỉ và lẻ cho tất cả cô chú anh chị, ship code toàn quốc luôn nha mọi người. Mọi người có yêu thích thì Linh có nhiều thể loại phôi siêu mini, mini, gáo to, gáo dừa, gáo nhọn, gáo dài, gáo tròn đều có hết. Mọi người cứ liên hệ với Linh. Linh có để cái số điện thoại bên trên màn hình đó mọi người, phía góc dưới màn hình nha. Mọi người thể liên hệ qua số phone hoặc là Zalo của Linh. Rồi, quý vị thích cái phôi nào thì Linh sẽ ship cho mọi người cái phôi đó. Rồi cuối cùng là chúc tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ phôi bên Linh, cũng như tất cả cô chú anh chị đã xem được cái clip này, ở nhà có dừa ra để lột ra để làm, để có những cây bonsai đẹp. Chúc tất cả mọi người sẽ làm ra được một cây bonsai thật đẹp, thật tuyệt vời, và để mọi người trưng trên bàn làm việc hoặc là phòng khách để đón may mắn cho gia chủ chơi cây dừa bonsai nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong những clip về dừa bonsai lần sau nha.